sai vợ tao mang chỗ đấy. Nhưng mà có tôi hàn cho đấy chắc tất cả em mà. Đang chân à, là dư hàng hạ tay một thải của đồ. Cấm lên lấy bài bán này. Porque muchas veces es que a lo mejor eres el sao giờ được thỉnh tay dính sớm à? Xài chỉnh đi, xài chỉnh đi, xài chỉnh đi, xài chỉnh đi. Tôi chưa mua dính đủ thì mà sao xin. Dầu dầu thằng coi của bố đi, cháu dùng xấu cái dính á. Mà cháu dùng đi cầu sớm cái dính. Ây, đi thầu xin có cười nè, dê nè. Hổ chì YouTuber dầu cô. Làm, có một người đàn ông dạy một người đàn ông thân bây giờ là như vậy. Khi họ làm được một cái động tác sau đó, họ sẽ... Ây da, làm sao vậy? Cẩn thận à. Đừng có khinh địch à. Đúng rồi, cái đoạn phim phải tốt lắm. Bởi vì bạn ở đường lần phòng bên chạy đoàn xe rồi. Yeah đó. 風景 又 靚 啦， 影 下 呢 個 峽 灣， 仲 要 報 導 埋 天氣， 頭先 我 驚 住 會 落 雨 啊， 天氣 有 啲 清 風， 好 涼 爽， 又 冇 乜 太 陽， 係 唔 守 秩序， 又 冇 戴 頭 盔 啫， 踩 合 埋 啲 啦。Hi. Đây đoạn là đường xe lô đấy. Đoạn này vẫn là đường hợp lô, trong phía bên thì chỉ là xe đạp thôi. Đây có biển, không cho camping xe dừng rồi. Quá nhiều người ở đây lưu hành rồi. 前面就純粹單車路啦，過完嗰個閘口之後，咦，系第二日啊，第三日，第三日高普，第三日高普试用，啊架超级游艇喺嗰度啊，夸张啊呢架超级游艇，使唔使俾泊船费嘅咧？去到游艇嗰度就翻转头啦，仲踩多阵系嘛？系啊，超级游艇嗰度咯。呢度冲咗落一阵间，上翻少少斜路喎。唔緊要啦，
最远可以去到嗰间屋仔嗰度。夸张啊！呢个系游艇吓，系啊，可以去到嗰边间屋仔咯。系咯，呢个位呢度前面有个草地，有张凳嘅，喺度影阵相走人。冲埋嚟啦，有少少斜好上啊！咦，呢度有石刻喎，真系佢话。好啦，停啦，喺条桥度。佢头先个牌话有石刻嘅喎。呢个俾你睇下，望出去啱啱好。V 咧，因为系 V 仔啊嘛。啊，嗰啲石刻系。系咪素姐喺度跳紧啊？嗯。拍紧啊。咁即系拍紧啦。介紹一下啦，呢度邊度嚟噶？邊度嘅合灣啊？梗係挪威啦，合灣咪就係挪威有嘅，不過挪威最靚。嗰架就係意大利公司嘅遊輪，仲有架好超級嘅豪華遊艇，應該要俾錢泊船費。呢架都係遊可船嚟嘅，嗰架咧就係 ferry 嚟嘅，載啲車兜嚟兜去嘅。呢啲係海水嚟㗎。我哋頭先就喺嗰邊影個相啦。